Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, người dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đều đau đáu hướng về miền Trung, nơi đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau những trận bão lũ kinh hoàng vừa qua. Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Nguyễn Phan Quỳnh Anh, giải ba Music Festival toàn quốc lần thứ 5 năm 2019, quán quân sao nhí tỏa sáng mùa 4 năm 2019 khu vực phía Bắc, và nghe cô bé thể hiện tình cảm của mình trong ca khúc Miền Trung đau xót nà vơi của nhạc sĩ Hà Sơn. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự ngắn sau. Năm 2020 chưa qua, nhưng có lẽ sẽ đi vào lịch sử với nhiều thiên tai, bão lũ, dịch bệnh dồn dập, đặc biệt là trên địa bàn miền Trung, từ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng ra tới Quảng Bình, Hà Tĩnh trong những ngày vừa qua. Cùng với tấm lòng của người dân cả nước, nhiều văn nghệ sĩ Đà Nẵng cũng đã có những hoạt động thiết thực như sáng tác, tổ chức biểu diễn, quyên góp để ủng hộ đồng bào, tiêu biểu như các chương trình nghệ thuật về miền Trung, vì miền Trung, đêm nhạc, thương về miền Trung, Quảng Nam yêu thương, v.v. Thưa quý vị, khi chứng kiến cảnh tang thương, nỗi đau mất mát quá lớn với người miền Trung sau những trận bão lũ vừa qua, nhạc sĩ Hà Sơn đã xúc động viết ca khúc Miền Trung đau xót nào vơi. Thương quá quê nhà đất mẹ miền Trung những ngày qua, quê hương gian khó bao đời, giờ thêm mưa gió khắp trời, nghe lòng chơi vơi đau xót ngạn lời. Miền Trung đau xót nào vơi của nhạc sĩ Hà Sơn đã được Quỳnh Anh đón nhận và hát bằng cả trái tim mình. Khi xem Quỳnh Anh hát, khán giả như thấy nỗi lòng của người nghệ sĩ hướng về miền Trung ruột thịt. Chiều nơi xứ người còn chợt lặng nghe tin bão xa, thương quá quê nhà đất mẹ biển Trung những ngày qua, quê hương gian khó bao đời, giờ thêm mưa bão khắp trời, nghe lòng chơi vơi đau xót nghẹn lời. Mẹ quê dáng gầy mắt nhỏ lệ rơi trong gió mưa, thương mấy chỗ vừa thương đàn trẻ thơ rét lạnh gâm, khơi xa cha vẫn chưa về, ngoài kia giông bão tự bề, oan than não nề khắp cả miền quê. Hiện đang cùng gia đình chuyển ra thành phố Vinh để sinh sống và học tập. Con mới học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Hào Nghi Tập. Và vừa qua con đã xem thông tin trên báo, đài và TV thì con thấy rằng là vùng bão lũ đã làm cho bà con miền Trung rất đau xót và khó khăn rất nhiều. Và cũng chính vì vậy, con cùng với em gái và các mạnh thường quân, nghệ sĩ ở thành phố Vinh đã cung cấp một số nhu yếu phẩm như là quần áo và sách vở cho các em nhỏ. Người đi có về xin gửi lời thăm nơi cố hương, dẫu cách phương trời nhưng nặng tình thương nhớ nào vơi, yêu sao câu hát ru hời bầu ơi thương lấy bi tấm lòng hướng về miền Trung.
qua bài hát của nhạc sĩ Hà Sơn, ca khúc Miền Trung ơi đau xót nào vơi, thì con cảm thấy được rằng từng lời hát nó rất hay và rất có ý nghĩa. Chính bản thân con và tất cả mọi người đều cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung và tiếp sức cho đồng bào miền Trung. Mẹ ơi, con nghe buốt lạnh lòng đau, thương bao kiếp người nổi trôi, bóng ai đã khuất xa rồi. Chiều dâng nhân chim bao nhà tranh xiêu, xóm thôn xưa trừ tiêu điều, miền Trung ơi tấm lòng hướng về miền Trung, yêu sao câu hát ru hời, bầu ơi thương lấy bi cùng chung một tấm lòng hướng về. Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc kỳ này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.